Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhật ký đường đua. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, hôm nay các tay đua sẽ có một ngày nghỉ để thư giãn, hồi phục cũng như tranh thủ thời gian để khám phá thành phố Cần Thơ. Đáng nhắc đến vùng đất Tây Đô thì chắc chắn không thể bỏ qua chợ nổi Cái Răng phải không ạ? Bây giờ là 6 giờ 30 sáng và chúng ta hãy cùng bắt đầu một ngày nghỉ đáng nhớ với buổi trải nghiệm chợ nổi cùng với các tay đua trẻ của tập thể quân đội nhé. Hello mọi người, mình tên là Phạm Hoàng Tín, mình đến từ đội quân đội. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đặng Hoàng Linh, mình đến từ đội quân đội. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tạ Tuấn Vũ, đến từ đội quân đội. Chào Tín, chào Linh và chào Vũ, đây là lần thứ mấy ba bạn đến với thành phố Cần Thơ nè? Dạ chưa bao giờ em xuống Cần Thơ luôn, nhờ có cúp truyền hình mà em mới được đặt chân xuống tới Cần Thơ. Vậy còn Vũ là quê em ở Hà Nội thì ở đây gọi là miền Tây sông nước, nó cảm giác nó khác hay như thế nào? Ấn tượng của em đối với Cần Thơ này rất là mới lạ. Được vào trong miền Tây này thì rất là khác với ngoài miền Bắc của em. Cảnh sắc ở đây là nhiều nước hơn ở ngoài Bắc. Em thì đây là lần thứ hai đến với thành phố Cần Thơ. Thì lần trước em đến với Cần Thơ thì em cũng chưa được đi chợ nổi. Vậy là đây là lần đầu tiên em đi chợ nổi. Vậy thì các bạn có biết rằng chợ nổi Cái Răng xuất phát điểm là bán hàng hóa gì nhiều nhất không? Dạ là em được biết là bán hầu hết tất cả trái cây của đồng bằng sông Cửu Long. Đúng rồi, Cái Răng là chợ đầu mối trái cây nè, rau củ, nông sản, sẽ bán những cái món hàng hóa đó là nhiều nhất. Nhưng mà sau này thì khi mà để mà khai thác du lịch thì sẽ bán đa dạng hàng hóa hơn và cũng như là sẽ có bán lẻ để phục vụ cho khách du lịch. Rồi câu hỏi thứ hai nha, bún treo ở chợ nổi Cái Răng là gì? Tính có biết không? Dạ thì theo em nghĩ là trước cái cây sào, ở trước mũi tàu thì họ treo bốn cái thứ gì đó ở trên cái cây sào đó. Đáp án gần đúng rồi, đúng là cái cây sào đó thì là họ sẽ treo đồ ở đó. Bún treo ở đây là có bốn dạng khác nhau, thường là phổ biến nhất là họ treo cái gì thì họ bán cái đó. Thứ hai là họ không treo họ cũng bán. Thứ ba là họ không bán họ cũng treo. Và cuối cùng là họ treo cái này nhưng họ bán cái khác. Cái đó là bún treo. Và câu hỏi cuối cùng, nãy mình đi là khoảng 6 giờ hơn. Mấy bạn có biết là ở đây người ta họp chợ lúc mấy giờ không? Dạ, ở đây thường là họ không họp chợ vì họ buôn bán thường xuyên hàng ngày, hợp nhất tầm lúc 5 giờ, 6 giờ. Cũng gần đúng rồi, họ sẽ tấp nập nhất vào khoảng tầm 4 giờ đến 6 giờ là cái khoảng thời gian mà ở đây là họp chợ đông vui nhất. Vậy thì hôm nay dậy sớm vào ngày nghỉ tham quan chợ nổi Cái Răng và trải nghiệm nãy giờ thì có cảm thấy là xứng đáng không? Dạ em thấy rất là xứng đáng, rất là thú vị. Đây là chắc có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ nhất của em đối với Cần Thơ. Đi được biết đến chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ là một trải nghiệm rất là đáng nhớ. Cũng là lần đầu đi đua của em thì em cảm thấy rất là vui được đi khắp chiều dài đất nước để biết đến những khu danh lam thắng cảnh, những khu du lịch nổi tiếng. Bắt đầu từ miền Trung là đổ vào đây là em chưa được đi bao giờ. Em thì cảm thấy rất là vui khi mà được đi từ các tỉnh từ ngoài Bắc đến vào miền Nam rồi sẽ xuống đến miền Tây. Em cũng cảm thấy là mọi người cổ vũ rất là đông. Nên là em cũng cảm ơn tất cả mọi người cũng như là khán giả mọi lúc mọi nơi trên đường đua. Đúng là thật sự là đi từ Bắc vào Nam và cũng như là được chào đón của đông đảo khán giả, đó là một cái trải nghiệm mà không dễ có đúng không? Đó là một dấu ấn rất đẹp và là một niềm tự hào của tất cả thành viên đoàn đua. Trong khi Tú Văn và các tay đua có chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng nước tiếng Tây Đô, Thanh Hiệp muốn tận dụng ngày nghỉ hôm nay để xem lại hình ảnh về năm chặng đua đã qua kể từ khi cuộc đua rời Tây Nguyên tiếp tục thi đấu ở các tỉnh miền Đông và Tây Nam Bộ để xem chúng ta có thể chờ đợi những điều gì trong những chặng đua sắp tới.
Những chiến thắng chặn là điểm nhấn nổi bật trong loạt chặn từ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng về đến thành phố Cần Thơ, chứng kiến nỗ lực cá nhân đáng khen ngợi của các tay đua để có được vinh dự đứng trên bục cao nhất sau mỗi chặng thi đấu. Tiêu biểu là hai chiến thắng của Vladislav Duinov đội thành phố Hồ Chí Minh New Group và Nguyễn Minh Thiện ekip 620 Châu Thế Vĩnh Long. Tận dụng những con dốc cao trong chặng đua từ Đà Lạt về Bảo Lộc, tay đua số đeo 17 phát huy sở trường đi cá nhân tính giờ trong gần 60 km để giành chiến thắng chặn trong lần đầu tham dự cúp truyền hình, đồng thời củng cố vị trí trong top 3 bảng tổng sắp cá nhân. Cũng bằng những nỗ lực phi thường, Nguyễn Minh Thiện mang về chiến thắng cho 620 Châu Thế Vĩnh Long khi đoàn đua về đến thành phố Bến Tre trong chặn 19, chấm dứt cơn khát chiến thắng của đội đua miền Tây kể từ chặn cuối cuộc đua năm 2021. Đó cũng sẽ là động lực để các ekip Đồng Nai, Hà Nội, Thanh Hóa và Nhựa Bình Minh Bình Dương tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiến thắng chặn trong loạt chặn còn lại của cuộc đua năm nay. Đặc biệt là khoảnh khắc về đích trước Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 30 tháng 4 lịch sử. Vinh dự mà bất kỳ tay đua nào cũng mong muốn một lần có được. Đang tạo được một khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng áo vàng và áo xanh, danh hiệu tay đua xuất sắc và vua nước đúc cúp truyền hình khó lòng thoát khỏi tay Peter Rikunov của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Nhưng cuộc cạnh tranh không chỉ dừng lại ở đó. Loạt chặn về miền Tây chứng kiến những động thái tấn công của bộ đôi Đồng Nai, Nguyễn Hoàng Sang và Nguyễn Phạm Quốc Khang nhằm vào hạng 10 cá nhân của Võ Thanh An. Khi khoảng cách giữa họ và tay đua 620 Châu Thế Vĩnh Long chỉ trong vòng 2 phút. Tương tự, cuộc đua trở thành chủ nhân đầu tiên của giải thưởng áo cam, tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn hơn nữa trong loạt chặng còn lại. Khoảng cách giữa người đang dẫn đầu, Nguyễn Thắng của thành phố Hồ Chí Minh Vinama với Phạm Lê Xuân Lộc của đội quân khu 7 và Nguyễn Tấn Hoài, ekip tập đoàn Lộc Trời An Giang, lần lượt là 27 giây và 2 phút 52 giây. Chắc chắn, thầy trò huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt sẽ tập trung bảo vệ thành quả đó. Cúp truyền hình năm nay còn là bước chuẩn bị cuối cùng để các thành viên đội tuyển xe đạp đường trường quốc gia hướng đến kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2023. Giai đoạn cuối của cuộc đua là thời điểm để Quang Văn Cường, Nguyễn Hoàng Sang, Phan Hoàng Thái, Nguyễn Quốc Bảo và Võ Thanh An đạt điểm rơi phong độ tốt nhất cho kỳ SEA Games 32 ở Campuchia vào tháng 5 tới. Ngày mai thì các tay đua sẽ thi đấu chặng 21 vòng đua thành phố Cần Thơ cự ly 48 km. Và đến đây thì chương trình Nhật ký đường đua cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khi Win S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm.